毎日ビールを飲みますか?毎日」。「半月、半個、うん、ビア、ほん」。いいえ、飲みません。ほん、とぃ、ほん、うん。毎日ビールを飲みますか毎日 bạn có không? はい、飲みます。ほん、とぃ、こーん。毎朝、ご飯を食べますか?」。「半月、半個、ん、こーん、こーん。

Sáng nay bạn đã uống sữa bò phải không? Hai, Vâng, tôi đã uống. 来週, Tuần sau bạn có về quê không? Hai, Vâng, tôi có về. 来週, Tuần sau bạn có về quê không?

昨日、レストランでご飯を食べましたかはいいんを食べましたかいか、い食べまました。でか

tôi đã không làm gì cả. tối hôm qua bạn đã làm gì vậy? 漢字の勉強をしました. tôi đã học chữ hán. vào thứ bảy tuần này bạn sẽ làm gì? ウルサトへ帰ります. tôi sẽ về quê. 今週の土曜日, vào thứ bảy tuần này, bạn sẽ làm gì? gì? nóng nóng sẽ chơi quần vợt. いつも何を食べますか Bạn thường ăn gì? nóng Tôi ăn phở. いつも何を食べますか Bạn thường ăn gì? いつもご飯を食べます。とりあんこんどこで日本語を勉強しますかプテンッセンターで勉強します。とりあおうチュンタムどこで日本語を勉強しますかばんはプテンネットでおど教室でべんきょうします。

Ngày chủ nhật cùng nhau ăn cơm nhé. Hay nhìn cùng ăn thôi. Ngày chủ nhật cùng nhau ăn cơm nhé. Xin lỗi, tôi e rằng không được. Ngày mai bạn đi hát karaoke với tôi nhé. Hai, ,いきましょう. Vâng, cùng đi thôi. karaoke Ngày mai, bạn đi hát karaoke với tôi nhé. Xin lỗi, tôi e rằng không được. 12時ですね. 12 giờ rồi nhỉ? Đúng rồi nhỉ, đi đến nhà ăn thôi nào. 十二時ですね。休みましょう。にいといな。